Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một bộ mẹ con nha các bạn, một bộ mẹ con. Mẹ là cái xin nha, con là ba bê cái nha các bạn. Mẹ cái xin, con ba bê cái, bộ này chủ báo giá là 36 triệu nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, đuôi dài quét đắt luôn nè các bạn. Mẹ này ba lứa nha các bạn. Ba lứa mới vừa bơm lại là được một con nước nha các bạn. Mới vừa bơm kem lại được một con nước. Bò này cao 1m26-27 bò nha các bạn. Đó, bò mẹ là sẽ tích nghiêm chỉnh. Còn nghe cái ba bê cũng vậy nha các bạn. Đó, chân móng hoàn thiện hết. Bốn vú đều. Bốn vú đều. Rúng rúng dầu dưa rúng yếm rồi nghiêm chỉnh nha các bạn. Con này thì khú mặt nha các bạn, khú mặt chân kiền khú. Đó, bò này màu khú mặt chân kiền khú nha các bạn. Đó, bốn vú rất đều nè các bạn. Sái tích nghiêm chỉnh, cày đuôi lớn nha các bạn. Cày đuôi lớn. Đó, cày đuôi lớn, bò này bơm lại quăng con nước rồi nha các bạn. Đó, dắt ba bê cái nè các bạn. Ba bê cái là cũng hiếu đủ gần mét bò nha các bạn. Hiếu đủ nha. Hiếu đủ gần mét bò. Rúng yếm đồ là nghiêm chỉnh hết, cày đuôi lớn, sái thích bò mẹ nghiêm chỉnh, bà con cũng vậy nha các bạn. 36 triệu. Đó, mẹ là khú mặt. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Bò mẹ này là bò này là hả đồng nha các bạn. Bò mẹ này bò hả đồng nên nó roi roi bò nha các bạn. Đó, rất hiền nha các bạn. Chân móng hoàn thiện, sấy tích nghiêm chỉnh hết tất cả. 36 triệu. Khú mặt. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha các bạn. Mình comment số điện thoại mình trên video nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh bò mẹ con này lại một lần nữa cho các bạn xem rõ hơn nha các bạn. Rồi các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với các bạn. Đó, móng sò hoàn thiện luôn nè các bạn. Bò mẹ móng sò hoàn thiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đăng ký, nhấn chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình. Để mình có thêm động lực làm nhiều video mới tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.